Rồi chào anh em Honda mới 125 ha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm cái nồi Thái. Con này thì mới làm cách đây một tuần nha, mà bị tụt nồi lại thì chủ xe bên đội xe Nam thành làm cái nồi Thái nha. Thì anh em mà muốn làm cái nồi chạy chất lượng á, không bị tụt nồi lại thì ghé bên đội xe Nam mình làm xong thì bao chạy cho anh em ha. Thì đi sơ qua phần cái nồi cũ để cho anh em nắm tình hình ha. Thì cái nồi cũ chủ xe thì nó đã bị tình trạng là mòn bố chai bố nè, tụt nồi nè và đang đi sắt lô nè, sắt lô có lỗ sẽ nó bào nồi của anh em ha. Mình sẽ đi để sắt Kim Thái nha. Đó, anh em lưu ý đừng có đi sắt lô với lại là bố lô nha, nó sẽ rất nhanh bị bào nồi. Anh em nên sử dụng là đồ Thái nha. Tại xe này là xe của Vinh Thái nha, đó, mới 125 nè. Thì cái cấu hình cái nồi mới sẽ đi chủ xe là full combo đại nồi Thái, gồm phần bố nè. Bố mình đi chủ xe combo là 5 đã bố nồi Vinh Thái nè. Đó, anh thấy không? Bố là bố bạn lớn nha, không đi bố bạn nhỏ nữa. 1 2 3 4 5 ha. 5 đã bố Vinh Thái bạn lớn nha. Bao ok cho anh em ha. Mình sẽ đi sắt Vinh Thái nha, không đi sắt lô. Đó, anh em lưu ý là không đi sắt lô nha. Sắt lô nó sẽ rất mau bị nhà thuộc nồi. Làm chỉ được một tuần một là bị tụt nồi lại ha. Đó, đây nè. 1 2 3 4 ha. Bốn sắt Vinh Thái nha, trắng đẹp trên full mới cho anh em ha. Rồi. Phần cái cặp nhôm nồi thì mình xử lý lại phần mặt nhôm nồi chủ xe, nó không bị tình trạng là nó sọc xước nha. Đó, bao đẹp cho anh em. Lên lại chủ xe là 6 lò xo ha, tại lò xo cũ chủ xe nó bị lúng nè, thấy không? Lúng xẹp còn chút xíu à. Mình đi lại chủ xe là lò xo mới nha, 6 lò xo mới đó. Anh em mà muốn lên cái nồi Thái chị bóc nhẹ xe không bị tụt nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam. Rồi, mình chào anh em. Rồi, chào anh em Moto Mate 125 giới thiệu với anh em cấu hình làm nồi Thái. Con này thì mới làm một tuần thôi bị tụt nồi. Qua bên độ xe bán hành làm nồi Thái. Bao lôi hình lâu dài cho anh em ha. Đó thì cấu hình thì mình đi vũ xe combo là 5 bố, 4 sắt và 6 lò xo nồi ha. Vinh Thái nha. Đó, mình đi cấu hình Vinh là ok cho anh em. Đó, full Vinh Thái luôn. Rồi, mình sẽ cho phần cái lá bố nồi vô phần cái đế nồi sắt ha. Bố sắt thì em cho đúng chiều nha. Đó. Rồi tiến hành là cho cái lò xo nồi vô. Lò xo thì nó có hai chiều, này chiều lớn nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ nằm trên. Rồi, tiến hành này cho phần 6 lò xo nồi vô phần cái nồi sau ha, siết đều 38 siết F6 lò xo. Đó, cho phần cái bộ nồi vô tới cái lòng đền nồi, tới tán nồi nha anh em. Đó. Lòng đền nồi sau tới tán nồi sau. Phần cái nồi trước mình sẽ cho quả tạ vô sau nha anh em ha. Tiến hành là bắn cái nồi sau nha anh em. Rồi, tiến hành bắn cái nồi sau. Rồi, tiến hành này cho tạ nồi vô tới cái lòng đền em ha, lòng đền nồi trước nha. Rồi tiến hành siết nắp lọc nhớt ly tâm nha, gồm 3 con tán ha, anh em siết đều 3 con nha. Đó, siết đều 3 con. Sau đó mình tiến hành là bóc nồi và test cho anh em có hình bộ nồi Thái ha, chiếc Mate 125 nha. Đó, quá đã ha, full có hình nồi Vinh Thái nha, làm cho anh em là chạy bao nhẹ nhàng ha, không bị tình trạng là tụt nồi nha. Đó, nhích. Đó, xe này thì chủ xe mới làm một tuần bị tình trạng tụt nồi rồi. Mình làm lại cái hình nồi Thái nha. Bao nhẹ nhàng luôn ha. Đó. Bao nhẹ nhàng. Đó, quá lực. Đó, ok. Full nồi Vinh Thái nha. Đó, anh em mà bị tụt nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam. Mình chuyên nồi MX125 nha. Làm xong là bảo hành cho anh em lâu dài luôn. Để cho anh em chạy. Quá giọt ha. Đó, nhích nhẹ này lên liền. Đó, anh em mà muốn làm nồi thì